Thôi tính chia tay với cổ luôn rồi, thôi coi như là để cho chị đó chị tìm hạnh phúc mới. Vấn đề mà sau này thì mình cắt nhà cửa thì về quê có ruộng đất nhiều lắm, đất tôi dưới quê cũng có 1000 mét vuông mà đất. Chào khán giả, chào chương trình, chào Mảnh Ghép Yêu Thương. Hôm nay là tôi lên chương trình, tôi muốn đính chính lại cái công việc của tôi ngày xưa trước đó, là có cái chị Cúc á, chị muốn đề cập với tôi đó, mà giờ tôi là Nguyễn Tấn Tài. Tôi tự giới thiệu là tôi Nguyễn Tấn Tài, sinh 1970, nhưng mà trong giấy chứng minh là 1971. Tôi thì hộ khẩu Long An, còn sống thì giờ sống Nhà Bè. Tôi lên chương trình là tôi muốn đính chính lại là tại vì hôm trước là có chị Cúc ở với Tiền Giang á, chị lên là chị muốn kết nối với tôi, mà tôi tại chương trình đó tôi lên rồi tôi có lên chương trình với chị, nhưng mà thì bữa đó chị Cúc chị cũng có lên chương trình với tôi, thì nhờ xin chương trình là cho tôi để đính chính lại là cái vấn đề là bữa đó chị nói là thương yêu gì đó mà cuối cùng thì tôi không thích, thì thôi tôi lên chương trình để nói chuyện chia tay. Chứ còn ở đây tôi nói thật là tôi cũng lớn tuổi rồi, 53 tuổi rồi, chuẩn bị 54 rồi, thì giờ lên chương trình để nói cho mấy cô hoặc là mấy chú mấy anh đâu là mấy em lên YouTube đó, để biết chương trình mình nói chuyện như thế nào. Thì đính chính lại là tất nhiên là tôi với cái chị đó là không có vấn đề gì hết. Vậy tóm lại bây giờ là anh không có thành đúng không anh? Thì tôi không có thành công với cái chị đó, là bữa đó là về là thôi xong luôn á. Vậy giờ mình lên đây là để mình kiếm một người mới ha. Mình kiếm người mới, người bạn mới. Thì bây giờ anh kiếm người mới thì anh có nguyện vọng gì để một người sau này đến với mình mà nó có thể mà nó phù hợp với lại cái cuộc sống hiện tại của mình không? Thì mình tìm người và bạn đời thì mình cũng tìm người hiền hậu, trung thủy, thật thà, có sao nói vậy. Mình đến chương trình thì cũng nói sự thật, mình thì thích chỉ có người phụ nữ là 45 đến 55, còn 60 đổ lại thôi. Còn mà nói chung là người nào phải thương yêu mình thật sự, chứ còn mình lên chương trình thì mình cũng có gì mình nói thật cái đó, mình có chuyện gì mình nói về sống với mình cũng được, hoặc là ví dụ như cô nào mà muốn thích mình thì đi theo cô đó sống cũng được. Anh có thể kể lại cho em cái vụ cái lúc mà khi mà mình với lại là chị Cúc á, mà lên chương trình rồi em thấy là hai người cũng rất là vui vẻ, mà tại sao, lý do tại sao mà mình lại không thành anh? Cuối cùng thôi mình thấy nói với chị là thôi giờ mình chia tay, chứ còn mình không có tiến tới được nữa. Như vậy là anh đã có về quê của chị? Không, không có về. Không có về luôn hả? Không, chị cũng không lên, tôi cũng không về dưới, rồi nói chuyện trong cái điện thoại. Cái điện thoại thôi mà sao nói chuyện điện thoại, mình chưa về quê để mình coi, mà tại sao mình biết là nó không phù hợp? Tại vì chị nói trong cái lời nói với trong cái điện thoại mà lên chương trình là khác nhau. À, khác nhau hoàn toàn. Khác nhau hoàn toàn. Thôi cuối cùng thôi tôi thấy vậy thôi, tôi nói thôi tính chia tay với cổ luôn rồi, thôi coi như là để cho chị đó chị tìm hạnh phúc mới. Thì bây giờ nè anh, với sự xuất hiện lại của anh á, là lên đây mình cái video này cũng như là mình đính chính lại là mình với là chị Cúc là không thành. Ha, đúng rồi. Rồi sự xuất hiện trở lại với anh á, nó có cái gì khác biệt hơn để cho các cô chú sau này mà khi mà xem video mình, nhất là các chị mà cỡ cái tuổi mà anh mới vừa nói đó, là hiểu biết thêm về cái mà mình cần, mình có thể mình nói tiếp không? Thì tôi nói là trước mắt là về giờ, nếu mà mấy em hoặc mấy chị nào mà thích mình thì về sống với mấy chị cũng được, hoặc là về bên đây sống cũng được. Tại vì tôi làm nghề xây dựng, mà nghề xây dựng của tôi thì nói chung là làm thì tháng được 15-17 triệu đổ lên, mà có cái là giờ tôi không làm xây dựng, tôi thích tôi chạy công nghệ để đi đây đi đó cho nhiều, biết nhiều nơi nhiều chỗ nhiều địa điểm. Còn thương mấy cô thì mấy cô, nếu mà mấy cô thích về trước tiên thì tôi ở nhà trọ đó, mà mấy cô thương tôi mấy cô thích tôi thì về vẫn ở cho nhà trọ, mà tôi lo sống với mấy cô bình thường.
Còn vấn đề mà sau này thì mình cắt nhà cắt cửa thì về quê có ruộng đất nhiều lắm. Đất tôi dưới quê cũng có 1000 mét vuông mà đất tiền nữa. Dạ. Đất có giá nữa. Cái này 1000 mét vuông đó như là trong những video cũ như em chưa thấy anh nói ha. Có nói rồi. Có nói luôn hả? Có nói. À. Đất mặt tiền 1000 mét vuông. 1000 mét vuông luôn ha. Bằng công đất á. Thì ví dụ như mà anh bây giờ anh cũng còn rất là trẻ nè, thì anh kiếm từ cái độ tuổi cỡ bằng mình, hai trên mình khoảng bao nhiêu tuổi? Ừ, lớn hơn tôi khoảng 2-3 tuổi, hoặc là nhỏ hơn thì nói chung nhỏ hơn lớn hơn thì khoảng 10 tuổi đi, ví dụ như 45 đến 55, 57 cũng được. Ừ. Giờ anh nói luôn á là lúc trước là anh có nhắc lại cho cô chú biết đi. Giờ anh có cần là cái người ở bên đó đó là có phải có nghề nghiệp ổn định không hay là về làm nội trợ thôi? Cái người bên đó mà là ví dụ như cũng phải có công việc làm, ví dụ như cũng buôn bán hay là làm gì nhỏ nhỏ thôi cũng được. Còn ví dụ mà có làm lớn thì mình chỉ có về hỗ trợ cho người ta thôi, chứ còn cái việc vấn đề việc làm của người ta thì mình đâu có ép được là người là phải làm ăn lớn đâu hay là gì mình mới thương được. Chỉ có người quân bình là coi như là chắc là mọi người cũng phải có công việc làm hết rồi. Công việc nào cũng được, mình không quan trọng. Rồi ngoài những cái mà yêu cầu anh muốn, anh còn có muốn thêm cái người sắp tới của mình á, có thêm một cái gì nữa không? Thì anh ví dụ như anh cố thêm gắng thì, nói ra hết luôn nha. Thêm thì mình không đòi hỏi gì hết, thì ví dụ như mấy cô hoặc là mấy chị mấy em nào đó mà thích mình thì ví dụ về sống với mình. Thì sống mình thì cứ vui vẻ, hoạt bát, nói chung là hoạt bát mà hiền hậu là ok rồi. Chứ còn mình đòi hỏi đây thì mình trên chương trình thì mình đâu có biết cái người nào mà như thế nào mình đòi hỏi người ta. Dù mình đòi hỏi người ta, ví dụ 10 ngàn người ta có 2 ngàn, sao mình đòi hỏi được 10 ngàn? Là mình nói chương trình là nói như vậy đó. Rồi anh nói là anh có thể là đi theo cô đó, nếu như cô đó có muốn mình về ở mình vẫn có thể đi theo đúng không? Đúng rồi, thí dụ mình đi theo cô đó cũng vẫn được, được hết đó. Đi Hà Nội đi đâu đi mà nói chung là nếu mà chỗ nào có sống được là mình cứ đến mình sinh sống. Còn thí dụ mà mấy cô mà thương mình thì cứ về sống với mình cũng bình thường. Rồi cái nghề mà chạy ráp công nghệ đây nè của mình mấy nay ổn không anh? Mình chạy cái ngày cũng được 400 mấy, 500 mấy, nó có bữa 600 mấy, bữa nào mà nắng thì mình chạy nhiều tiền, mưa thì mình ít tiền, loại 400-300 mấy không chừng, chạy một buổi về nghỉ không chừng, còn chạy ngày thì được 500 mấy ngày ha. Ừ. Bình quân chắc 500 mấy ngày. Ừ, đúng rồi. Rồi mình có nghĩ tới cho tương lai gì sau này của mình không? Nghĩ tương lai của mình sau này thì nó còn công việc thì sau này đất mình có giá mình lên đúng giá thì mình lên mình kinh doanh, mình cắt cái iOS, cắt nhà trọ gì đó cho người ta thuê cho làm để mình kinh doanh vậy ha. Đất mình đất mặt tiền thì mình kinh doanh vấn đề đó thôi. 2-3 năm nữa thì mình chắc ở dưới nó đang đi vô quy hoạch rồi, thì gần mình đó thì chắc có lẽ mình cũng phải là đất mình có giá rồi. Em ví dụ như là cái chị đó mà về ở với anh á, anh có một cái quyền lợi gì cho chị đó không? Ví dụ như là tạo công ăn việc làm hay là ví dụ như mà chị nào mà muốn mà buôn bán á, thì mình biết vấn đề buôn bán rất nhiều, hủ tiếu Nam Giang hoặc là cơm gà xóa mỡ hoặc là nói chung tất cả các ngành nghề mình đều rành hết, buôn bán mình rành hết. Ừ, mình rành hết buôn bán, vấn đề buôn bán. Còn nếu mà mấy chị đó có công việc làm là thích hợp thì mình về đó mình làm cũng vẫn bình thường, hoặc là mình làm riêng ở ngoài, mình chạy công nghệ hoặc là mình làm xây dựng cũng được. Xây dựng là nghề chính của mình mà. À. Nghề từ lúc 20 mấy tuổi tới nay. Rồi anh có yêu cầu gì, ví dụ như mà cái người mà đến với anh á, một là vợ mất hay là ly dị ly hôn gì không? Cái người phụ nữ đó là phải đương nhiên là phải ly dị rồi, chứ còn hoặc là người phụ nữ đó phải không có chồng, chứ còn mà người phụ nữ đó có chồng thì đâu có mà lên chương đúng trình rồi. Được đâu. Tại vì cũng có nhiều người á là muốn là cái đối phương của mình, nó một là chồng mất ha, à, chồng mất á thì họ mới tiến tới, còn dù mà ly dị á là họ cũng không tới. Còn anh là chồng... nếu mà ly dị mà mình có giấy tờ hẳn hoi thì mình tiến tới bình thường. Ừ. Con cái người ta thì ví dụ như mình thương vợ thì phải bế con, con nào mà có con thì đừng ngại gì vấn đề gì hết, cứ mình cứ thương vợ thì mình bế con thôi. Còn ví dụ như mà
nếu mà người ta ngại thì cái đó, cái vấn đề đó là vấn đề của người ta, tại vì người ta ngại vấn đề mà lên chương trình đó thì mấy cô hoặc mấy chị nào đó thì nếu mà là ngại lên chương trình thì mình đây mình nói xin nói thẳng luôn là tại vì nếu mà ngại thì xin số điện thoại của bên YouTube thì người ta chắc không cho đâu. Đúng rồi, thì mình cũng phải lên ghi hình ha anh. Đúng rồi, muốn xong cái gì đó lên ghi hình. Mình ghi hình xong là mới chuyển cho anh coi, và nếu mà anh đồng ý thì tụi em mới dám cho số điện thoại. Đúng hay rồi. Là mình cũng có thể là mình hẹn lên chương trình để mình giao lưu, mà nói với cô chú anh chị đây là giao lưu không phải là thành, cũng như anh trai đây nè, giao lưu xong rồi về mình tìm hiểu một thời gian là mình cảm thấy là nó không phù hợp, đúng không anh? Đúng rồi. Thì qua đây thì anh có thể nào nói cho cô chú anh chị hiểu sắp tới mà cô chú anh chị mà nếu mà lên giao lưu như anh vậy đó thì cần phải biết cái gì? Ví dụ mà lên giao lưu với giống như mà chương trình mà giống như mà tôi vừa rồi đó là mình lên chương trình đó là mình phải là biết là coi như cuộc sống của người ta bên kia như thế nào, rồi người ta thường thì ta là sống là cách nào, rồi để mình coi như nắm bắt được cái vấn đề đó thì mình mới lên chương trình, mình mới là nói hết hết lòng của mình ra. Chứ còn lên chương trình này là trước tiên là chỉ có là giới thiệu về mình, giới thiệu về người ta thôi, mình nói chung là mình tìm hiểu sơ vấn đề đó thôi. Đúng chứ rồi. Còn mình vô vấn đề chính thì mình phải tìm hiểu sâu nữa mới được. Hai người trò chuyện với nhau tìm ra mỗi người một cái điểm chung, nếu như mà cô chú anh chị nào mà có vài điểm chung giống nhau thì lúc đó là chương trình có hỏi là mình có chấp nhận cho Zalo hay số điện thoại hay không, thì lúc đó là mọi quyết định đều do hai người, hai đối phương, một bên cho một bên không thì cũng sẽ không thành, đúng không anh? Đúng rồi, em nói đúng rồi. Thì anh còn lời nhắn nhủ gì đến cô chú anh chị sắp tới và cô chuẩn bị lên đây để mình có thể là không bỡ ngỡ, nhiều người hỏi lên đây á thì lỡ ghép đôi rồi không thành rồi sao? Ủa cái này không phải là ghép đôi, đây chỉ mình giao lưu về xin số để mình nói chuyện coi có hợp hay không. Nếu mà thành á thì mình chắc chắn mình cũng phải làm một cái buổi ra mắt là mình đã thành, đúng không anh? Đúng rồi. Nói chung là bây giờ lên chương trình thì trước thì mình cũng chào chương trình, sau mình cũng chào chương trình, thì cho nên chương trình này thì mình thấy nó có sao mà nó thật vậy, mình không có nổ. Ví dụ mình nổ thì ví dụ như người ta mà tìm hiểu mà không có thì người ta lại chơi cười, hoặc là người ta ném đá, hoặc là người ta lên cái bình luận là người ta lại chửi mắng mình. Mình lên đây là có sao mà nói vậy. Thí dụ mấy cô hoặc là mấy anh mấy chú nào đó, hoặc là mấy em nào đó mà có thật sự mà muốn lên chương trình đó thì mình xin nói thẳng cho mấy cô mấy chú hoặc mấy anh mấy em đó là mình cứ mạnh dạn lên, mình nó có sao mà nói vậy. Mình muốn tìm mảnh ghép yêu thương của mình, mình muốn tìm hạnh phúc cho mình thì mình phải lên chương trình, mình nói hết sự thật, hết bài tỏ của mình ra thì người bên kia, người ta đối phương, người ta coi, người ta mới hiểu hết cái lòng vấn đề của mình. Thì cho em hỏi lại là anh Tài đúng không? Nguyễn Tấn Tài, đúng rồi. Nguyễn Tấn Tài, anh Tài là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh là năm nay là 53 tuổi, sinh năm 70 nhưng mà giấy tờ chứng minh là 71. Anh Tài 53 tuổi, cô chú anh chị coi những video cũ mà gần cuối luôn á, thấy là lúc mà tụi em phỏng vấn anh Tài đó, thì muốn biết thêm chi tiết nhiều hơn thì mình vào đó mình xem ha. Thì khi anh lên đây lần này để anh đính chính lại là anh Tài vẫn còn độc thân ha. Vẫn còn độc thân. Rồi, vẫn còn độc thân. Mình đi bước tiếp nha anh. Dạ. Rồi, bây giờ cuối video thì anh Tài chào khán giả đi. Rồi, chào khán giả, cảm ơn chương trình. Rồi, cuối chương trình thì mảnh ghép yêu thương xin chào cô chú anh chị gần xa thân mến. Thì nếu mà cô chú anh chị nào mà muốn ghép đôi hay gì thì hãy liên hệ cái số điện thoại Zalo ở trên màn hình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nha. Chào chương trình.